tài chính xanh ở đây nói đến vấn đề gì quan trọng? Tài chính xanh nó là một bộ lọc hướng tới giải quyết về vấn đề môi trường và xã hội. Vì sao tín dụng xanh nó lại quan trọng vào thời điểm này? Nếu mà chúng ta vẫn đứng nhìn dòng vốn xanh là một cái thách thức về mặt ngôn ngữ thì mình sẽ từ chối một cái cơ hội để cải thiện cái hoạt động doanh nghiệp và sản phẩm của mình. Cái lĩnh vực cụ thể gì mà đặc biệt thu hút sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế khi mà họ rót vốn xanh? Khoa học nông nghiệp mang cái sự cải thiện, cải tiến và nghiên cứu sâu thì là cái kênh thu hút nguồn vốn rất tích cực. Mình cần phải nhận diện Zero Waste nằm ở đâu. Cái quy trình đó nó ứng dụng giữa tiền, hàng, việc và thời gian. Nếu chúng ta đẩy những cái đó vô một cái bài toán về tài chính thì đó là nghệ thuật tài chính. Chào mừng các bạn quay trở lại với series đặc biệt trên podcast Business Insight của Việt Success mang tên là Modern Farmer, người nông dân hiện đại. Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình. Và sau 3 tập lần trước thì ngày hôm nay chúng ta lại chào mừng quay trở lại với vị khách mời quen thuộc đồng hành cùng chuỗi series này, đó là chị Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TTC Agrias và Betrimax. Xin chào chị My. Chào Quốc Khánh cũng như là các bạn của Việt Success. Trong 3 tập lần trước thì chúng ta đã nói về đầu tiên là tái định nghĩa lại cái nông nghiệp công nghệ cao, sau đó là đi sâu vào nông nghiệp công nghệ cao, cái nội hàm là gì, và đặc biệt là câu chuyện ra thị trường quốc tế của TTC Agrias. Và hôm nay sẽ là một chủ đề mà Quốc Khánh nghĩ cũng vô cùng quan trọng: tiền, vốn, và đặc biệt là tiền cho một tương lai xanh, hay thường được gọi một cách ngắn gọn là tài chính xanh, green finance. Cụm từ green finance, tài chính xanh, nó cũng đã bao gồm rất nhiều thứ. Nhưng ở góc độ của TTC Agrias thì chị My đang hiểu tài chính xanh ở đây thì chúng ta đang nói đến vấn đề gì quan trọng? Khi mà nói tới tài chính xanh mà liên quan tới nông nghiệp á, thì mình cần phải làm rõ nét lại. Mình có 3 hướng á, tiếp cận với lại tài chính, nguồn vốn xanh, cộng với đồng hành với lại doanh nghiệp xanh. Cuối cùng thì làm sao để mà cái chứng minh được các hoạt động đó nó mang lại giá trị, hiệu quả, gia tăng mà nó thật sự là xanh. Thì đó mới là cái hướng đi đúng và tạo cho cái nền tảng của hoạt động nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nó được phát triển. Với Agrias vào giai đoạn đầu á, thì rất là dễ định nghĩa là tại vì bản thân nông nghiệp nó xanh lè rồi. Nên là các cái tác nghiệp của hoạt động trong nông nghiệp á, làm sao mà chúng ta tối ưu hóa được, mà chúng ta đang dùng rất nhiều cái về kỹ thuật canh tác chính xác để giảm thiểu cái phát thải. Mình không có phát thải ra môi trường thì nó sẽ là một cái xanh, một cái sticker xanh. Thứ hai là khi mà mình canh tác, mình làm việc với nông dân thì môi trường của mình dành cho nông dân cũng xanh luôn. Trong đó bao gồm cả cái việc mà làm sao ở tổ chức cái hoạt động ở tại đồng ruộng không bị làm việc quá sức. Nông dân mà cày cấy làm việc quá sức và ảnh hưởng tới con người, ảnh hưởng tới môi trường. Với TTC Agrias có rất là nhiều các hoạt động, nhưng mà cái hoạt động tài chính xanh nó mô tả rõ rằng là sản phẩm của Agrias là sản phẩm nông nghiệp. Cái hướng tài chính mà Agrias đang sử dụng nó là một cái nguồn tài chính nông nghiệp và cũng là một nguồn tài chính xanh. Và cái quy trình hoạt động của Agrias và Betrimax và hoạt động nông nghiệp của Việt Nam mình thì nó sẽ mô tả rõ hơn rằng là tài chính xanh nó là một bộ lọc để làm sao mà hướng tới giải quyết về vấn đề môi trường và đóng góp tích cực hơn cho cái chuyện mà giải quyết các vấn đề của xã hội trong một cái xu hướng là làm xanh cái hoạt động của doanh nghiệp trên cái ý chí của hoạt động về quản trị cũng như là cái mô hình công ty của mình. Từ đây là mình sẽ nói về câu chuyện của nguồn vốn, nguồn tiền mà được sử dụng cho các hoạt động xanh. Vì sao vốn xanh, tín dụng xanh nó lại quan trọng vào thời điểm này? Hạ tầng nông nghiệp Việt Nam cần có nguồn lực xanh. Nói một cách khác là có những cái sản phẩm đặc thù và những sản phẩm riêng như vậy. Và tài chính xanh là một sản phẩm mà giúp cho nông nghiệp có cái xu hướng để mà làm tốt việc môi trường, phát thải và xử lý chất thải. Và nói một cách khác là khi mà bạn có phân organic nè, mình tôn tạo cái hoạt động vườn và sản phẩm về organic nè, đến cái chuyện là tổ chức canh tác để làm sao mà giảm thải được chất thải nhà kính nè, các sản phẩm của mình để tạo ra một cái sản phẩm sạch về mặt đầu cuối của sản phẩm mình trên một cái quy trình mà nó cũng được làm clean và đi theo các cái tiêu chí và các tiêu chuẩn, thì đó đã là một cái KPI rất là lớn để mà tiếp cận với lại vòng vốn xanh.
các định chế tài chính quốc tế nước ngoài đi tham gia vào thì họ sẽ tổ chức các tiêu chí để mà nhận vốn đó trên cái ENS. Họ sẽ làm ENS có nghĩa là environment và social check. Khi mà họ sử dụng cái sản phẩm đó đi vào cho các cái hoạt động về nông nghiệp á, thì họ sẽ đi kiểm và check rất là kỹ làm sao mà chúng ta sử dụng vốn đúng và sử dụng vốn đó cho vừa đúng đối tượng ha, vừa đúng sản phẩm ha, và nó giải quyết về vấn đề về môi trường, và cuối cùng là các sản phẩm đó tạo ra là có ích cho sức khỏe, thì gần như là đó là tiêu chí khá là gọi là rất là căn cơ dành cho các hoạt động về nông nghiệp và hoạt động về vốn xanh đối với lại sản phẩm dành riêng cho nông nghiệp Việt Nam. Mà khi mà tiếp cận các định chế tài chính cả quốc tế và cả trong nước cho cái nguồn vốn xanh này thì TTC Agries là sẽ gặp phải những thử thách nào khi mà tiếp cận nguồn vốn này? Agries và Betrimac là đặc thù, nó là hoạt động nông nghiệp cho nên là việc tiếp cận với nguồn vốn xanh với Agries nó không quá vất vả như là mọi người đang, như là các cái ngành khác hoặc là những cái đối tác khác đang hình dung. Vì Agries là tổ chức vườn dừa organic, mía organic để cho ra đường organic, và bản thân Agries cũng có phân organic là phân khoáng hữu cơ. Và có ngay cả những cái bạn thiên địch như là ong mắt đỏ, ruồi đầu đen để mà giải quyết các cái hiện tượng về sinh học và phát triển của nông học. Cho nên là, và quy trình nữa, quy trình giống như là có chia sẻ của Khánh đó, khi mà làm một cái thiết kế đồng ruộng á, là cũng đã tính đầy đủ các công đoạn làm sao cái độ tăng trưởng trên cái bản chất sinh trưởng của giống cây. Cho nên không có thải quá nhiều hoặc là đình đầu tư quá nhiều vô thuốc diệt cỏ nè, đầu tư quá nhiều vô phân bón kích thích tăng trưởng nè, mà chỉ sử dụng nó đúng ở thời kỳ mà nó cần tăng trưởng thôi, chứ không phải là sử dụng tràn lan hay là đốc thúc ở những cái thời kỳ mà nó không cần tăng trưởng, cái kiểu là cao đủ rồi, 20 tuổi rồi mà giờ có đốc thúc về chiều cao nữa thì không có tác dụng, nhưng mà phải đốc thúc về các chiều tăng trưởng khác. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ được từng cái công đoạn và quá trình tăng trưởng đó và đi cho đúng các liều lượng, thì ở giai đoạn đầu xong thì khi mà nó trưởng thành thì nó sẽ không có còn cái hàm lượng hóa chất nhiều ở trong sản phẩm nữa. Và cái nữa là cái môi sinh ở xung quanh đó, là mình dùng những bạn thiên địch nè, mình cải tạo đất nè, mình lấy những cái chất, đưa những cái bã bùn để quay trở về với lại đất. Thì những gì mà trong một cái tuần hoàn như vậy và zero waste như vậy thì nó sẽ dẫn tới tình huống là mình sẽ dùng chính những cái sản phẩm và phát những cái chất thải hoặc là những cái đầu cuối của sản phẩm đó để bồi bổ lại cho chính cái sản phẩm đó, thì chính mình nuôi tạo lại mình thì nó sẽ có cái kết quả rằng là sản phẩm của mình sử dụng cho đúng các cái mục đích đó. Thì đó là cái định chế, các định chế tài chính đang nhìn và gọi là đầu tư vào để hạ tầng nông nghiệp của Việt Nam và các cái quy trình sản xuất về công nông nghiệp nó được tuần hoàn hóa và nó được tối ưu hóa, thì gần như đó là một cái mô hình rất là trọng yếu để mà tiếp cận với nguồn vốn xanh mà các định chế trong và ngoài nước đang quan tâm. Theo như chị vừa nói thì cái do đặc thù của ngành nông nghiệp mình nó đã là xanh rồi. Nên là những cái nguồn vốn mình tiếp cận thì mình có thể luôn được coi nó sẽ luôn là vốn xanh chứ không thể là vốn thường được, đúng không? Tức cái sự khác biệt ở đây giữa vốn thường vốn xanh cái ranh giới nó cũng không có đáng kể, bởi vì đặc thù của cái ngành này là bắt buộc phải là nguồn vốn xanh. Có thể được hiểu như vậy hay không? Giữa vốn thường với vốn xanh á, là nói tới câu chuyện vốn xanh là kỹ thuật của các bác về ngân hàng á, thì cái vốn này nó phải được bền vững. Cho nên khi cung cấp cái vốn xanh á, cái tỷ lệ mà chiết khấu trong sản phẩm tín dụng thường và sản phẩm tín dụng xanh nó không có quá chênh lệch, nhưng nó sẽ tạo ra cái sự bền bỉ nếu mà chúng ta duy trì sử dụng các cái nguồn vốn xanh như vậy. Thì khi mà sử dụng nó sau nhiều năm tháng thì đầu tiên là trả lại cho môi trường một cách tốt nhất. Thứ hai là duy trì các hoạt động được quản trị trên các hoạt động mà bảo tồn cái sản phẩm xanh và quy trình đó nó được tốt hơn. Và cuối cùng là cái hệ quả đó là giống như mỗi lần mình tiết kiệm 1% thì 5 năm sau mình tiết kiệm được 5%, thì đó là cái mục tiêu của cái sản phẩm xanh mà các định chế tài chính hiện nay đang cung cấp. Tức là cấp vốn là phải đi dài hạn để thấy được cái lợi về dài hạn. Đúng rồi, nó là quản lý hành vi á. Chiết khấu trong một cái thời gian ngắn hạn. Đúng rồi, nên là tại sao mà khi mọi người hỏi là cái dòng vốn xanh nó có chênh lệch với cái giá quá cao hay không? Thì hiện nay các cái tín dụng xanh thì nó chỉ chênh lệch từ 0.1 cho tới 0.5 cho thị trường Việt Nam. Các thị trường rộng hơn mà có những cái certificate, tức là những cái quy trình quản lý khắt khe hơn như là Bond Sucro hay là GMS đó, thì đó là những cái certificate đó, mà nó mang cái tính dài hạn hơn đó, thì mà nó sẽ làm cho cái quy trình canh tác hoặc là quy trình bảo dưỡng môi trường và thiên nhiên nó sẽ được dài hạn hơn, thì nó tính từ 5 năm cho tới 10 năm.
thì với cái tính đó mà mình thấy mỗi một năm mà mình tiết kiệm được từ 0.5, hiện nay là cái mức cao nhất là 1.5, thì thị trường Việt Nam là đang ở trong cái chuyện là 0.5 đổ về, và ở cái mức mà 0.7 là ưu tiên như ngành nông nghiệp rồi đó. Còn tới 1 chấm hoặc là 1.5 thì đó là các cái định chế tài chính quốc tế. Thì với TTC Acreas đã nhận cái vốn này là tài trợ thẳng luôn. Ví dụ như công trình nghiên cứu ở mắt đỏ là được DEG tài trợ trực tiếp để làm sao mà cung cấp cái sản lượng ong mắt đỏ đến nông dân, hay là được cung cấp cái phân hữu cơ cho nông dân để giữa phân hữu cơ với lại phân hóa học nó có được cái sự giao thoa, tức là làm mọi cái sự để giảm cái tác động về biến đổi khí hậu và giảm tác động về biến đổi tới đất. Thì cái cách mà chúng ta đang nhận trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua doanh nghiệp để quản lý cái hành vi cho tới nhận trực tiếp để cải tạo vô chính sản phẩm đó, thì đó là cách mà các dòng vốn xanh họ và các định chế tài chính họ muốn hướng tới. Theo như chị My chia sẻ thì TTC Agres thì có vẻ như là không có gặp khó khăn gì đáng kể. Tuy nhiên ở góc độ chung của thị trường nông nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp nông nghiệp sẽ thường sẽ gặp khó ở cái chỗ nào trong cái việc mà hiểu và đáp ứng cái yêu cầu của các định chế tài chính? Việt Nam là 11 cái nước vẫn có là nền tảng nông nghiệp, cho nên Việt Nam thật sự là mục tiêu của các dòng vốn xanh. Và sản phẩm của dòng vốn xanh nó gần như là đang hướng tới những cái quốc gia về nông nghiệp như Việt Nam. Cho nên cơ hội để tiếp cận dòng vốn xanh, hoặc nói một cách khác là các sản phẩm này á, nó khá là đặc để và đo đếm cho Việt Nam đó. Còn mình đang nhìn cái gì cũng khó hết là vì mình chưa hiểu sản phẩm về tài chính. Trước tiên mình phải đặt cái quan điểm về tài chính đã. Một cái giao dịch mà chúng ta đang thấy các doanh nghiệp nông dân thì đang nhìn cái tài chính đó là một cái kế toán khai báo thuế, chứ không phải là một góc độ về tài chính. Giữa kế toán và tài chính nó khác nhau. Rồi, kế toán sẽ nói về kỹ thuật khai báo để làm sao hoàn tất cái giao dịch. Nhưng mà nói với tài chính thì nó sẽ nói rộng hơn một chút. Nó là làm sao có được cái kỹ thuật để mô tả cái hoạt động kinh doanh đó của mình để tạo ra cho được cái sản phẩm về tài chính có liên quan. Giữa cái hoạt động tài chính để tiếp cận tiếp theo nữa là cái hoạt động đó làm sao cái gói sản phẩm tín dụng đó, thì người sử dụng tín dụng là nông dân và cái người cho vay tín dụng là các định chế tài chính, họ gặp được nhau và hiểu rõ cái sản phẩm này. Thì nói một cách khác là sản phẩm về tiền, đúng không? Kết quả kinh doanh của chúng ta cũng đo đếm về tiền, mà sản phẩm sử dụng trước khi kết quả kinh doanh thực xuất hiện thì nó cũng là sử dụng vốn và sử dụng tiền. Thì cái này là cái mà chúng ta cần phải làm rõ hơn đối với lại các đối tượng mà đang làm về hoạt động nông nghiệp thì đã bị quá tập trung vào sản phẩm rồi. Khi họ bị quá tập trung vào sản phẩm nông nghiệp thì họ bị lỡ cái cơ hội tiếp cận cái dòng vốn chính. Cho nên chúng ta thấy là doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam là hoặc là nông dân đang bị lúng túng giữa câu chuyện là thuần nông theo truyền thống đến việc là trở thành một doanh nông, thì là làm sao để tiếp cận được cái hiệu quả kinh tế đến với cái sản phẩm của mình và mở ra cái kênh thương mại nó rộng hơn. Thì chúng ta thấy là có một sản phẩm tốt mà muốn bán tốt, mà muốn có một sản phẩm tốt thì phải có đầu tư tốt, mà đầu tư tốt để có một sản phẩm tốt thì mới bán tốt. Nó là một cái dòng liên đới với nhau chứ không phải chỉ là cái dòng tuần hoàn nữa. Cho nên khi mà chúng ta đang tổ chức một sản phẩm tốt mà chúng ta có một cái quy trình để đảm bảo rằng là sản phẩm của tôi tốt và sản phẩm của tôi là cải thiện, cải tiến và ít tác động nhất và giảm thiểu tác động tới sức khỏe môi sinh nhất và sức khỏe con người nhất, thì nó đã là điều kiện để tiếp cận người dùng vốn xanh rồi. Nhưng mà chúng ta phải có cái phương pháp để mà tổ chức cái thông tin đó được đúng đủ để chứng minh được rằng là tôi sử dụng vốn đúng mục đích và đúng cái sản phẩm đó. Thì cái định chế mà đang tìm cho cái sản phẩm về vòng vốn xanh này, họ sẽ đến với cái đối tượng là kinh doanh xanh với một cái quy trình được khai báo đầy đủ và đầy đủ cái tiêu chuẩn đó, thì tự nhiên là các bạn sẽ tiếp cận được dòng vốn xanh. Cho nên dòng vốn xanh nó không phải là đặc thù dành cho doanh nghiệp nông nghiệp, mà nó là một cái phương pháp luận về cái sản phẩm mà chúng ta có đủ điều kiện để tổ chức các thông tin tiếp cận với nó. Chỉ là chúng ta đang nhận diện nó là đầu tiên là ngôn ngữ khác biệt, cảm thấy cái thông tin nó quá phức tạp, về các quy trình khai báo của mình nó cũng không được làm rõ giữa đôi bên. Thứ hai là nó đã không căn cơ trên một cái standard chung. Ví dụ như là mình khai báo nó trên IFRS thì nó là một cái khung năng lực chung, nó là một cái gọi là cái tiêu chuẩn rồi. Khi mà chúng ta khai báo theo tiêu chuẩn thì người ta sẽ tiếp cận cái thông tin doanh nghiệp theo tiêu chuẩn. Và khi mà chúng ta được tiếp cận thông tin theo tiêu chuẩn và đặc thù ngành nghề của mình nữa thì chắc chắn là mình sẽ đo lường được cái kết quả và cái hệ quả nó. Thì lúc đó mình sẽ rõ nét hơn rằng cái sản phẩm của mình là xanh
hay là vàng hay là chưa xanh, và mình có lộ trình để tiến tới xanh. Các cái hoạt động nông nghiệp của Việt Nam và các doanh nghiệp chỉ cần đổi cái cách tiếp cận một chút xíu thôi về mặt kỹ thuật tài chính, chứ đừng để tiếp xúc theo một bản cân đối kế toán bằng cái báo cáo thuế, thì lập tức là mình sẽ không thể hiểu được là cái nhu cầu sản phẩm của ngân hàng và cái nhu cầu sản phẩm sản xuất của mình với lại cái hoạt động kinh doanh của mình nó có gặp nhau ở cái điểm xanh đó hay không. Yeah. Và có thể cái vấn đề liên quan tới thuật ngữ mới hoặc là những cái thuật ngữ phức tạp của cái yêu cầu về quốc tế thì người nông dân của mình, những doanh nghiệp nông nghiệp của mình nó chưa quen, về trước này không có kinh nghiệm tiếp cận. Do nó rất là mới và khi chưa tương tác nhiều thì mọi người lại không có vỡ lẽ với nhau ra. Và khi không có tương tác nhiều thì họ không có biết cái gọi là cái nơm và cái bối cảnh trong cái hoạt động đó để họ có thể từng bước họ tiếp cận. Nên dòng vốn xanh đi vô Việt Nam ở giai đoạn đầu gặp khó khăn là vậy. Nếu mà đi dần sâu hơn để hiểu được cái bối cảnh nông nghiệp Việt Nam và hiểu là các cái tiêu chuẩn và chuẩn mực của cái việc mà canh tác, các hoạt động của nông nghiệp Việt Nam, thì chắc chắn là cái việc vòng dòng vốn xanh đó nó sẽ là một cái cửa mở. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến cái chuyện xanh này thì chúng ta cũng thấy là chúng ta bóc tách chỉ những cái bình thường và cái gọi là cái truyền thống đi qua một cái gói sản phẩm tín dụng mới, thì đó là cơ hội để mở cửa cho rất là nhiều người. Việt Nam vốn dĩ là một nền nông nghiệp không đến nỗi xám hay đỏ đâu, là do cái cách mà mình đang quản lý cái thông tin nó chưa có đầy đủ. Và mình cho rằng là cứ nông dân cứ đang cho rằng là bón phân, hoặc là khi mà trao đổi trong cái công chuyện bón phân đó, họ có cảm thấy là tôi đang làm quá nhiều và dư. Hoặc nói một cách khác là xả thải ra môi trường thì họ cũng chưa có cách đo đếm. Cho nên dòng vốn xanh cũng là một công cụ nha, để mà cải tạo cái nhận thức trong cái vấn đề khi mà sử dụng cái dòng vốn đó. Thì nếu mà người nông dân của mình hoặc là nông nghiệp của mình tiếp cận với dòng vốn xanh thường xuyên hơn, là tự cái hoạt động của doanh nghiệp nó sẽ tiệm cận và nó cải tiến dần tới câu chuyện là cái mô hình hoạt động nó sẽ xanh dần. Còn nếu mà chúng ta vẫn đứng nhìn dòng vốn xanh là một cái thách thức về mặt ngôn ngữ, cũng như là thách thức về mặt điều kiện kỹ thuật, hoặc nói một cách khác là ngay cả điều kiện khai báo, thì mình sẽ từ chối một cái cơ hội để cải thiện cái hoạt động doanh nghiệp và sản phẩm của mình ở một cái next level, tức là một cái tầng nó mới hơn và cao hơn. Chị My thì có một cái background, cái nền tảng liên quan tới tài chính, là có kinh nghiệm làm nhà băng. Còn với những chủ doanh nghiệp, nông nghiệp mà không có nền tảng liên quan tới tài chính đó, cái background và cái nền tảng về tài chính nó sẽ giúp gì cho mình trong cái việc huy động cái nguồn vốn xanh này? Và cái vai trò của việc là có một cái nền tảng về tài chính của các doanh nghiệp làm nông nghiệp hiện nay? Nếu mà chúng ta vẫn cứ sản xuất nông nghiệp thuần túy mà chúng ta không có tạo được vị thế kinh doanh và không có đi đến được cái mở ra giữa cái kinh tế nông nghiệp để giao thương với các chợ hàng hóa trong châu Á lẫn các cái chợ hàng hóa quốc tế mà chúng ta đang hướng tới trong hoạt động về xuất nhập khẩu. Nên nói về background, về băng thì nó chỉ giúp và hỗ trợ để hiểu rõ các sản phẩm tín dụng. Còn cái mà mong muốn chia sẻ với lại các bạn, các cái đồng nghiệp cũng như là các ngành nông nghiệp Việt Nam là chúng ta phải đi đến một cái bước nữa là làm sao thương mại hóa cái sản phẩm này, các sản phẩm nông sản và nông nghiệp của Việt Nam ở một cái bước tiếp theo, để giúp cho các anh chị mở hơn về khi tiếp cận dòng vốn trước khi trồng trọt, trong quá trình trồng trọt và sau khi trồng trọt là thương mại hiệu quả và tiếp cận với cái chợ hàng hóa đó nó được tốt nhất. Thì đó là cái mục tiêu của mình. Chúng ta đang nhìn nhận cái hoạt động về nông nghiệp á, mà thiếu cái kiến thức về kinh tế, hoặc nói một cách khác thiếu kiến thức về tài chính, thì mình sẽ gặp khó khăn. Tức là mình trồng xong mình không biết tính toán làm sao để bán tốt nhất, và mình sẽ bị lãng phí nha. Chính xác là mình lãng phí, vì mình đã không bán ở cái lúc mà cái trái cây đó ngon nhất, hoặc là cái thị trường nó đang cần nhất, hoặc là cái sản phẩm đó của mình để nêu ra cái thương hiệu về nông sản Việt Nam ở một cái level mới. Cho nên cái kiến thức tài chính ở đây dành cho nông dân rất cần thiết. Nó cũng tương đương như kiến thức về nông học mà các bác nông dân đang có. Thì các bác mà đã làm vào để trở thành từ một nông dân trở thành một doanh nông á, thì cần phải tiếp cận với thông tin về thị trường, về tài chính. Thì việc tạo ra sản phẩm đáp ứng cho thị trường và có năng lực tài chính để tiếp tục tái tạo cái này và nâng cấp cái nền nông nghiệp Việt Nam là một điều kiện cần và một điều kiện đủ, thì chúng ta mới có thể nâng được cái farmer của mình trở thành từ farmer truyền thống thành cái modern farmer. Khi mà chúng ta có được huy động được cái nguồn tiền, nguồn vốn để dành cho cái hoạt động xanh rồi đó, thì chúng ta đo lường thế nào về cái hiệu quả sử dụng cái nguồn vốn xanh đó? Nó nằm trong cái ý chí tổ chức doanh nghiệp, giống như tổ chức trồng trọt
cho tới tổ chức kinh doanh cái sản phẩm trồng trọt đó, thì mình sẽ nới ra, mình cơi nới cái hoạt động của mình ra thêm một cái bước nữa là thương mại. Thì để mình có thể tổ chức kỹ thuật để đo đếm, thì quay trở lại ha, đã làm nông rồi thì phải sạch. Và làm nông thì bản chất làm nông xanh rồi, thì giờ là phải làm nông tới sạch. Sạch ở đây là sạch từ sản phẩm, sạch tới cái quy trình. Cho nên cái điều kiện để ghi nhận đúng đủ và mở ra cái quy trình để ghi nhận nó thì là một cái điều kiện rất cần thiết để cho các tiêu chuẩn nó được sử dụng, giống như là tiêu chuẩn Việt Gap nè, tiêu chuẩn US Gap nè, tiêu chuẩn về Bon Sucro nè, tức là tiêu chuẩn trong quá trình trồng, tiêu chuẩn trong việc mà sản xuất ra sản phẩm, và tiêu chuẩn bảo quản, để cuối cùng là mình nhận diện được là mỗi một cái công đoạn đó mình đo đếm được cái gì là giảm phát thải môi trường ở khâu trồng trọt, giảm tác động về môi trường ở khâu sản xuất để mình tái tạo, ba là mình giảm cái khâu về bao bì thì nó giảm về cái tác động môi trường nữa. Thì từng cái công đoạn đó mọi người mới, tức là các bên mới hướng tới câu chuyện là net zero vào những năm tiếp theo để cải thiện, giảm về biến đổi khí hậu và đảm bảo được cái sản phẩm của mình nó được bảo quản và tới tay người tiêu dùng ở một cái chất lượng tốt nhất, hơn là chúng ta dùng cái bao bì hiện nay chỉ dùng để thuận tiện cho việc sách hoặc là di chuyển hoặc là hoặc là lưu trữ. Thì cái bao bì hiện nay nó đi đến câu chuyện là làm sao để bảo quản được cái sản phẩm phía bên trong nó được tốt hơn. Thì từng cái công đoạn đó nó cho thấy rằng là cái hệ số đo lường của mình nó có cơ sở để mình đo đếm, chứ không phải là không. Chỉ cần mình tổ chức nó một cách khoa học, bài bản và hiệu quả thì mình sẽ có đủ điều kiện để khai báo, để các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước họ có thể đẩy cái sản phẩm xanh của họ nó được đo đếm hơn, dành cho cái đối tượng sử dụng vốn, hơn là bây giờ chúng ta đang nhìn nó rằng là tôi chỉ thấy khai báo thôi chứ tôi không phải vận hành, tức là tôi không phải tổ chức cái hoạt động kinh doanh của tôi trên cái hệ số mà có đủ cái điều kiện đo lường như vậy. Nó giống như một cái báo cáo kế toán thôi, có khai báo mọi cái công đoạn đó thì mình sẽ có cái cơ sở để tiếp cận với vốn. Hồi xưa thì ngân hàng chỉ cần bạn trình cho một cái kế hoạch kinh doanh là đủ. Nhưng bây giờ thì các định chế tài chính họ tham gia vô là tôi cần một cái kế hoạch kinh doanh đến một cái kế hoạch vận hành kinh doanh. Nó đi sâu vô hơn nữa là bán cho ai, bán như thế nào, bán ở tiêu chuẩn nào và bán ở thời kỳ nào. Thì đó là cái cách mà các cái định chế tổ chức tín dụng hiện nay họ đang tiến tới. Cuối cùng là họ phải hiểu rõ hơn nữa về doanh nghiệp và ngành nghề và doanh nghiệp, để cái doanh nghiệp có cái năng lực tiếp cận với vốn, tổ chức sử dụng vốn đúng để tạo ra kết quả đúng, thì gần như đó là mới cách giao dịch của ngân hàng trong tương lai, chứ không phải là câu chuyện vay và cho vay nữa. Nó không phải chỉ nằm trên hợp đồng nữa, mà nó đang tiệm cận dần để đi vô những cái chiều sâu hơn về ngành nghề và doanh nghiệp, và nên các cái tổ chức tín dụng hiện nay họ đang hướng tới. Tài chính xanh nó là một cái bộ lọc để đưa ra các cái tiêu chí đẩy cái hoạt động của mình nó có sự tiến bộ trong cái chuyện mà bảo vệ về môi sinh và môi trường. Khi chúng ta đã tiếp cận với một dòng vốn mà mang tính pháp lý như các sản phẩm tín dụng, thì chúng ta biết rằng cái cơ quan giám sát của mình đang là một cái tổ chức ảnh hưởng tới tài chính của mình, thì mình phải làm tốt ngay từ ban đầu. Mà cái bản kế hoạch đó chắc là không chỉ là một bản kế hoạch trên giấy, mà có thể phải chứng minh bằng cách mình đã có những cái kết quả trong quá khứ, chứ không phải chỉ là một kế hoạch là tôi sẽ làm cái này để xanh, là tôi cần số tiền này và tôi sẽ làm, mà phải là tôi đã làm, đúng không chị? Nó phải là vừa cái số liệu đã nha, số liệu đang và số liệu sẽ. Số liệu đã chỉ để chứng minh được rằng là cái đang làm nó đã có nền tảng, nó có cái dữ liệu để nó chứng minh. Có nghĩa là cái fact and figure đó, nó có điều kiện nhưng mà nó cũng phải có chi tiết phía bên trong của cái điều kiện đó để tổ chức một cái sẽ. Cho nên là khi mà tiếp cận với dòng vốn này nó khá giống như con gà với cái trứng, phải hiểu rất rõ những gì mình đã làm và thuyết phục những gì mình đang làm để chứng minh những gì mình sẽ làm. Nó có cái tính liên kết, nên là nền kinh tế tuần hoàn, hoặc nói một cách khác là các cái giao dịch hiện nay á, nó đòi hỏi data và chi tiết, nên hệ thống công nghệ thông tin là cách duy nhất để trả lời nó. Bởi vì mình không thể nào trả lời bằng giấy, giống như Khánh nói, không thể nào trình một bản báo cáo bằng giấy được, đúng không? Nó cần phải có cái thông tin phía sau để chứng minh cụ thể. Thì hoạt động nông nghiệp của Việt Nam á, là trồng rất là giỏi nhưng mà không mô tả được. Nông dân chỉ có thể là đó là nghề, kinh nghiệm trở thành nghề.
Và khi nói nghề thì lại là quá đặc thù và nó quá đặc tính. Thì cái công cụ của các cái định chế tài chính hiện nay họ phải mở mã hóa ra, họ phải mô tả được cái nghề đó bằng quy trình, và cái nghề đó là để chứng minh được cái họ đã làm, để mang lại thuyết phục những cái họ đang làm, để chứng minh cái sẽ làm nó sẽ được hình thành. Thì cái quy trình đó nó cần phải được người tiếp thu vốn, người sử dụng vốn và người sử dụng đúng mục đích vốn và sử dụng vốn hiểu cái cách tổ chức phương thức kinh doanh đó nó phù hợp với lại cái sản phẩm tín dụng đưa ra. Cho nên tài chính xanh hoặc là nguồn vốn xanh nó là một cái kênh, một cái filter, một cái bộ lọc để đưa ra các cái tiêu chí, đẩy doanh nghiệp tới một cái bước mới nữa, làm sao mà bảo đẩy cái hoạt động của mình nó có sự tiến bộ và nó có một cái bước phát triển trong cái chuyện mà bảo vệ về môi sinh và môi trường. Cái hệ quả gì sẽ xảy ra nếu mà doanh nghiệp không đáp ứng được mà không đưa ra được cái kết quả như là mình đã cam kết khi mà sử dụng cái nguồn vốn đó? Bị phạt. À, bởi vì giống như một năm như vậy, tại sao cái mức tiết kiệm nó chỉ có 0.5-1.5%? Nhưng mà nếu duy trì nó 5 năm thì là câu chuyện lớn rồi, đúng không? Cái hệ quả của 5 năm đó là cái môi trường của tổ chức sau 5 năm nó đã được phát triển. Còn đối với lại hoặc sản phẩm nông nghiệp thì nó đã được cấp tiến. À, thì nếu mà nó không làm đúng như vậy thì chắc chắn là sẽ bị phạt. Nghĩa là mình không thực thi đúng là mình sẽ phải đối diện cái câu chuyện là ngoài đánh cái hạn, cái tín nhiệm về hạn mức tín dụng của mình bị xuống. Hai nữa là doanh nghiệp đó khi mà tiếp cận những giống như trái phiếu hoặc là những cái đó thì họ sẽ không có, không phải chỉ tước bỏ ưu đãi đâu mà sẽ bị phạt đó, là vì mình đã không có thực hiện cam kết từ những cái dòng vốn khác của mình. Nó giống như credit rating vậy đó, đánh giá mức tín nhiệm. Thì cái tín nhiệm của mình không còn thì cái đầu tiên là mình mất cái thương hiệu sản phẩm của mình. Thứ hai nữa là mình không có cải tiến được cái quy trình sản phẩm của mình. Thứ ba nữa là mình hạ cái cơ hội để mà build cái sản phẩm, cái brand của mình, đó là build cái thương hiệu của công ty của mình, của sản phẩm của mình, và build cái thương hiệu về cải tiến tổ chức của mình. Cái đó là so với lại cái phạt nó còn nặng nề hơn, và nó có cả phạt hành chính nữa. Khi làm không đúng thì khi họ test lại, ví dụ như ở Úc đi, họ test ở tại đầu nguồn á, từ trong cái ruộng của mình, cái farm của mình thả ra là họ test đầu nguồn rồi nha. Nhưng mà khi họ test cái cuối nguồn là tất cả xả thải của tất cả các ruộng đó đi tới cái đầu cuối nguồn á, họ test cái môi sinh ở đó một lần nữa. Nếu mà họ phát hiện là mình đã không có tuân thủ bằng những cái sensor, những cái chỉ số mà họ đo lường á, thì họ quay trở lại họ tree. Mà lúc đó là phạt không phải nhẹ mà phạt rất nặng, bởi vì nó bị ảnh hưởng tới cái hệ số chung, có nghĩa là những cái farm khác đó. Nên là khi mà làm farmer ở bên Úc á, là phải có cái chứng nhận là farm manager, tức là phải có hiểu biết để quản lý farm, chứ không phải là một thợ trồng. Thợ trồng để biết kỹ thuật về nông nghiệp không chưa đủ, mà phải biết quản lý môi sinh và quản lý những cái nó tác động tới môi trường đó, thì người ta mới cấp cho cái giấy phép gọi là làm farm. Phải tuân thủ điều kiện về luật và môi sinh cơ bản, hoặc tới thành thục, hoặc trở thành chuyên gia thì mới có thể tổ chức và xây dựng farm được. Các cơ quan thẩm định giám sát hiện nay, về cơ quan về thẩm định chất lượng, thẩm định môi trường, thẩm định trong các cái hiệp thương về thương mại để cái tham gia vào hoạt động xuất khẩu, thì nó đã có quá nhiều cái kênh để truy vết trên đối tượng, trên sản phẩm, trên địa phương, địa bàn, cho tới ngay cả cái thời gian để mà sản xuất nó đều có điều kiện hết, và nó đang align với lại cái chuyện mà công nghệ số và thương mại số hiện nay mà chúng ta đang tham gia. Chúng ta đã yết hàng vào thời điểm đó thì chúng ta bị truck nha, chúng ta bị truy vết cho thời điểm sản xuất hoặc là thời gian deadline. Hồi trước là mình nghĩ là mình cứ bôi bôi xóa xóa được, nhưng mà bây giờ thì không thể, với lại cái tốc độ phát triển về công nghệ khoa học. Cho nên cái điểm rủi ro lớn nhất là các anh chị nên nhận thức được rằng là cái sự truy vết nó đang trở thành một công cụ rất lớn, mà chúng ta đang sống với thời kỳ là hiện đại hóa. Mà đã đi đến cái hiện đại hóa thì gần như các quy trình và công nghệ nó tiếp xúc vào cái môi trường xã hội và môi trường kinh tế, môi trường sản phẩm tín dụng, nó đủ điều kiện nha, hoàn toàn đủ điều kiện để có thể chứng minh và truy vết được. Cho nên chúng ta nên tuân thủ nó ngay. Rủi ro của mọi rủi ro là hãy làm đúng, và mình biết là người ta có cái kênh để truy vết đó thì mình không được chủ quan, cho nên mình phải tổ chức bài bản, nó ghi nhận chính xác và đi theo cái tích cực trên những cái quy trình và những cái quy định hiện nay
mà đối với lại an toàn vệ sinh thực phẩm, đối với lại môi trường và môi sinh, và đối với lại kiểm đếm về chất lượng sản phẩm, thì đó là điều kiện hết sức là được cần phải được ghi nhớ, và nó là một trong những rủi ro nhìn là thấy. Khi đã tham gia huy động vốn xanh rồi là bắt buộc phải minh bạch, chứ không có kiểu là làm theo cái một mình biết như lúc trước nữa, và không thể kiểu gì cũng sẽ bị truy vết ra. Có thể lắp liếm được năm nay, nhưng vài năm nữa nó sẽ thấy, chứ không thể là lắp liếm được năm nay có nghĩa năm sau tôi không sử dụng vốn, tôi trả vốn đó, mà là thôi. Thì cái việc tiếp cận người nguồn vốn xanh nó không có đoạn kỳ như vậy, nó đang đồng hành với lại phát triển bền vững. Và khi mà chúng ta đã đi đến phát triển bền vững rồi thì nó nói tới câu chuyện thời gian. Mà nói tới câu chuyện thời gian rồi thì thời gian là nơi chữa lành, nhưng mà cũng là thời gian là nơi chứng minh nha. Nên không có gì có thể chạy trốn được chuyện đó cả. Nhận vốn xong rồi còn luôn trong trạng thái bị giám sát và liên tục đo lường những cái kết quả. Và từ kinh nghiệm của Agrius thì cái điều gì có thể khiến cái doanh nghiệp sau khi nhận vốn lại gặp thất bại trong việc đáp ứng được cái mục tiêu mà để đến nó bị phạt? Tức là trước đây khi chưa có tiền, bây giờ huy động tiền để thực hiện những hoạt động xanh này, nhưng lại cuối cùng thực hiện không đạt, hoặc là thất bại, hoặc là không đạt được cái mục tiêu đề ra. My hỏi lại cho đúng câu hỏi ha. Agrius có kinh nghiệm gì khi nhận diện cái việc đó? Hay Agrius có thể chia sẻ kinh nghiệm để tiếp cận vốn đối với những doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn? Câu hỏi này nó khác nhau, vì Agrius chưa bao giờ bị phạt hết, và chưa từng, bởi vì cái nội hàm của doanh nghiệp Agrius nó đã được tổ chức, bản thân sản phẩm của nó đã là một sản phẩm xanh, đến cái chuyện tổ chức hoạt động doanh nghiệp nó cũng đủ cơ sở để đo lường, và nó hoàn toàn tuân thủ các cái certificate, có nghĩa là vận hành certificate, chứ không phải là mình đi claim cái certificate. Cho nên kinh nghiệm của Agrius trong việc vận hành nó là chưa từng, mà đang là gọi là một trong những cái đại diện tiêu biểu của ngành nông nghiệp trong cái việc tiếp cận với các vốn ngoại để sử dụng cho cái hạ tầng nông nghiệp Việt Nam. Còn kinh nghiệm của Agrius khi tiếp xúc hoặc là nhận diện cái kinh nghiệm đó để chia sẻ kinh nghiệm lại đối với lại những cái đơn vị khác mà chưa có tiếp cận được cái dòng vốn xanh hoặc là có nguy cơ, thì đó là khung năng lực quản trị tài chính và khung năng lực quản trị rủi ro. Khung năng lực quản trị thì nó khác rất lớn, là mình nhận diện được cái năng lực của quản trị rủi ro. Thì với Agrius là việc xây dựng cái mô hình quản trị nó đã được đi song hành với lại việc mô hình quản trị rủi ro. Agrius vận hành cái khung năng lực quản trị rủi ro này trên nền tảng của IFC và được cái đơn vị monitor là E&Y. E&Y đã đồng hành với khung năng lực quản trị rủi ro của Agrius được hơn 4-5 năm rồi. Và mỗi một năm cái sự cải thiện của Agrius nó đang rất là lớn. Rồi quay trở lại chia sẻ cái kinh nghiệm này với lại những anh chị mà muốn tiếp cận với vòng vốn xanh, mà có khả năng không duy trì và bảo quản được cái cam kết ban đầu của mình trong quá trình sử dụng vốn cho tới cái kết quả của họ, hoặc là một hệ quả, và đi giải quyết cái hệ quả đó ra làm sao. Thì lời khuyên hết sức là chân thành là nó sẽ xuất phát từ cái ý chí tổ chức, cái công tác tổ chức từ ban đầu. Khi chúng ta đã tiếp cận với một dòng vốn mà mang tính pháp lý như các sản phẩm tín dụng, thì chúng ta biết rằng cái cơ quan giám sát của mình đang là một cái tổ chức có quyền chi phối tới cái kết quả và ảnh hưởng tới tài chính của mình, thì mình phải làm tốt ngay từ ban đầu. Và cơ sở đo lường và đo đếm của mình á, như cái mục đích của cái vốn xanh, thì họ đang muốn thấy cái sự cải tiến có tính bền vững theo từng năm, chứ không phải là một cái transaction nó mang tính ngắn hạn. Mà đã tham gia cái gì mà nó mang tính có cải tạo, có giáo dục trong quá trình mà sử dụng, cải thiện hành vi, thì cái đương nhiên là nó phải có sự tiến bộ. Và thưởng, có thưởng thì phải có phạt thôi. Cái phạt đó của họ thì cái ảnh hưởng lớn nhất của họ là cái đánh giá hạn mức tín dụng của mình, thì mình sẽ khó mà tiếp cận những dòng vốn rẻ. Mà đã làm nông nghiệp mà không có được tiếp cận những vòng vốn rẻ, không có đủ thời gian để mà xây dựng cái hạ tầng nông nghiệp, thì gần như các bạn đã tự đóng cửa cái hoạt động doanh nghiệp của mình rồi. Sản phẩm của mình mà với giá cao không có đáp ứng với thị trường, và sản phẩm của mình là đồ tươi không bán kịp với thị trường, các tổ chức tín dụng không giúp mình để hạ cái chi phí giá thành, mà với cái biến đổi khí hậu mà như hiện nay và cái siết chặt về môi trường như hiện nay, thì gần như là cái phạt đó nó sẽ rất là lớn. Thì tổ chức nó đúng đủ, ghi nhận nó chính xác và ghi nhận nó ở từng cái thời kỳ,
thì đó là cái cách tốt nhất để tiếp cận với các cái dòng vốn tín dụng hoặc là cái dòng vốn giúp cho cái hoạt động về nông nghiệp của mình nó được tốt hơn. Thì cái lời khuyên lớn nhất là hãy làm đúng ngay từ đầu đi và nhận diện cái làm đúng đó trong xuyên suốt cái quá trình, thì chắc chắn là cái cơ hội để tạo ra kết quả. Dạ, cảm ơn chị My đã trả lời bổ sung rất đầy đủ. Sau đây chuyện là đôi khi Quốc Khánh sử dụng cái ngôn ngữ nó chưa được chính xác lắm. Một cái cơ hội để học rất nhiều từ cái ngành này mà liên quan tới cái chủ đề này. Như chị vừa nói đó, ghi nhận đúng, đủ, chính xác. Vậy để ghi nhận đúng, đủ, chính xác thì cái điều kiện cần ở đây là gì? Hoạt động nông nghiệp Việt Nam nó đang thuần về mặt kỹ thuật nông nghiệp. Chính vì sa đà vô kỹ thuật nông nghiệp cho nên quản lý nông nghiệp nó đang là một cái bước tiếp theo cần phải được nâng cấp. Khi mà quản lý tốt nông nghiệp thì cái kinh tế nông nghiệp nó mới xuất hiện, tức là hiệu quả của cái việc quản lý nông nghiệp nó mới tạo ra một sản phẩm tốt. Để ghi nhận đúng đủ và chính xác ở trong thời kỳ này thì chúng ta thấy là nông nghiệp số đang rất là phát triển, và các hoạt động về nông nghiệp số phát triển thì nó tạo điều kiện cho chúng ta có cái công cụ để ghi nhận. Lời khuyên hết sức là chân thành để chúng ta có thể giải mã đó là chúng ta không thể đi ngược lại với lại tốc độ phát triển về công nghệ. Mà đã công nghệ hóa và tham gia vô hoạt động công nghệ thì đầu tư vào những cái phần mềm công nghệ hoặc là tham gia vào các cái tổ chức mà có cái nền tảng về công nghệ là một điều kiện hết sức là cần thiết. Còn với TTC Agriat thì các bạn cũng có thể tham gia vào cái nền tảng mà Agriat đã phát triển đã 7 năm rồi và đang tiếp tục phát triển để mở rộng các nền tảng để cho các cái bên có liên quan có thể tham gia vào cái quy trình này, và sẽ phát triển là xây dựng các quá trình vừa qua để tạo ra một cái nền tảng dữ liệu đồng hành với lại cái sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam và đồng hành với lại cái nền nông nghiệp số đang được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thúc đẩy phát triển. Cảm ơn chị về thông điệp này. Hy vọng là những người làm nông nghiệp sẽ nắm được cái ý này. Và mình nếu có một chút gì đó gọi là thử thách đối với Agris trong cái việc huy động vốn xanh này thì có thể là gì? Là lôi kéo cộng đồng xung quanh. Thì thách thức hiện nay là làm sao kêu gọi cái sự chú ý, cũng như là thách thức hiện nay là lôi kéo cộng đồng tham gia vô cái môi trường mà nó đang rất cần nha. Đó là một điều kiện đủ nữa để rất cần cái sự chú ý để phát triển vô cái nông nghiệp Việt Nam. Thời điểm này nông nghiệp Việt Nam và đối diện tới năm 2028 trở đi là một cái gọi là an ninh lương thực và đặc biệt là biến đổi khí hậu. Thì việc mà các ngành nông nghiệp của châu Á, Thái Bình Dương, nông nghiệp Việt Nam, nông nghiệp của hai nước trong ba nước Đông Dương là Lào và Cam, và cả nông nghiệp hiện nay mà được nổi trội nhất là Thái Lan và một cái trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn như là Indo hoặc là Ấn Độ đều đang rất gấp rút để tổ chức được rằng là mình có thể tổ chức sản phẩm nào tốt nhất thì mình giữ cái thị phần tốt nhất đó để cung ứng khi mà an ninh lương thực nó sẽ bị tác động bởi rất là nhiều những cái điều kiện thay đổi về kênh phân phối, thay đổi về supply chain đó, thay đổi về cái hệ thống phân phối, thay đổi về cái môi trường khí hậu, thay đổi về cái năng lực tiêu thụ sản phẩm. Thì tất cả những cái thay đổi đó trên cái thị trường của Đông Nam Á thì Đông Nam Á và châu Á đang là điểm đến. Cho nên cơ hội rất là lớn cho nông nghiệp Việt Nam bây giờ đứng dậy, đồng hành và chung sức để mà mới tạo ra được cho mình một cái thương hiệu để tham gia vô cuộc chơi này một cách hiên ngang và mạnh mẽ. Cả làng cùng tiến bộ, cùng xanh, cùng sạch thì mấy ông nhà băng họ cũng nhìn Việt Nam đúng khác. Đúng rồi, khi mà cái tài trợ vốn của tỷ trọng tài trợ vốn xanh của Việt Nam đang được cải thiện và được thu nhận thì hạ tầng nông nghiệp Việt Nam là thứ được cải thiện đầu tiên. Cái năng lực và tri thức của cái người nông dân Việt Nam để trở thành doanh nông sẽ được cấp tiến thứ hai. Thứ ba là doanh nghiệp Việt được sản phẩm và niêm yết, đó là cái điều kiện thứ ba. Thế thì cái thách thức lớn nhất làm sao để gây cái sự chú ý và làm một cái mô hình điển hình sẵn sàng chia sẻ để các cộng đồng về nông nghiệp Việt có đủ điều kiện đồng hành và đồng mở ra tham gia vô cuộc chơi này để có tiếng nói nó mạnh hơn, nó có tiếng nói chung và tiếng nói mạnh hơn trong cuộc chơi sắp tới của việc mà ảnh hưởng tới an ninh lương thực và an ninh quốc gia. Ở góc độ là người mà tiếp xúc nhiều với các định chế tài chính thì chị đánh giá thế nào về cái sự mức độ ưu đãi của những cái định chế quốc tế so với lại những cái định chế tổ chức tài chính trong nước? Vốn ngoại đem vào Việt Nam là đang rất là tốt. Good news. Đang rất là tốt. Và họ rất là chú trọng trong việc phát triển hạ tầng nông nghiệp.
những gì mà giúp cho nông dân trong việc mà tác động tới đất đai môi trường hoặc là tác động tới giống má là họ đang rất ưu đãi nha, rất ưu đãi. Và họ hoàn toàn mở ra trong cái câu chuyện là thông qua viện hoặc là thông qua các định chế ngân hàng tại Việt Nam, tức là vốn ngoại cấp cho ngân hàng Việt Nam và ngân hàng Việt Nam có thể chia sẻ cái sản phẩm đó xuống các đơn vị. Và các tổ chức tín dụng Việt Nam cũng được, cũng có những cái chính sách để ưu đãi những cái sản phẩm mang cái tính giúp ích cho nông dân và đối tượng cần phải được sau khi bệnh tật của Covid, sau những cái gọi là những cái khủng hoảng về nhẹ về kinh tế hoặc là ảm đạm của thị trường hiện nay, thì các định chế tài chính nước ngoài và định chế tài chính Việt Nam đều đang rất có nhu cầu gợi mở trong cái việc sử dụng vốn để phát triển về hoạt động về nông nghiệp và tổ chức sản xuất thương mại trong nước, thì đây là cái cơ hội. Còn cái hướng tiếp cận làm sao cho nó phù hợp trên cái sản phẩm của mình thì mỗi một ngân hàng ở tại Việt Nam đều có những cái chính sách khác nhau. Nên quay trở lại là tổ chức cái năng lực tài chính của mình, mình phải có vốn của mình đã. Vốn ở đây là cả vốn của phía bên trong tổ chức nội hàm của doanh nghiệp nữa nha. Mình cũng phải có vốn của mình bằng kiến thức tài chính cần phải có nè. Mình phải tổ chức được hoạt động doanh nghiệp của mình nó có trật tự nè, tức là nó có cấu trúc nè. Thứ ba là cái sản phẩm của mình khi mà mình trao đổi với ngân hàng thì mình cũng chịu khó hỏi, học hỏi ngân hàng, chứ mình đừng có chạy theo sợ ngân hàng không. Tại vì ngân hàng với mình là một giao dịch dịch vụ mà. Họ cũng là doanh nghiệp. Họ cũng là doanh nghiệp. Nên là cả hai bên sẽ gặp nhau. Và cái dòng vốn này khi mà chúng ta mô tả đúng, có nghĩa là chúng ta tiếp cận đúng, thì chắc chắn là nó sẽ, nó đã là một cái dòng vốn đặc thù rồi. Nó có nguồn vốn đặc thù về cái dòng vốn đặc thù và có chính sách để mà giảm giá, tức là chiết khấu để cho tổ chức cho các nông nghiệp. Cho nên nó không phải là quá khó khăn. Vấn đề là chúng ta kỹ thuật tiếp cận đó là tùy theo ngành nghề. Nếu mà nói thuần về 100% về nông dân thì nông sản Việt Nam, My có thể khẳng định rằng là điều kiện để tiếp cận với dòng vốn xanh là có trên 70-80%. Cái sản phẩm của các anh chị là nông nghiệp là các anh chị đã có điều kiện để tiếp cận với dòng vốn xanh rồi. Còn kỹ thuật để các anh chị tiếp cận dòng vốn xanh, sử dụng đúng mục đích và không có bị động trong cái việc mà trả ra cái kết quả đó, thì đó là cái ý thức trong cái việc tổ chức, trong cái triết lý kinh doanh và cái ý thức tổ chức kinh doanh của mình thôi. Còn nói về sụt thì là có, nguồn là có nha, trong nước có, ngoài nước có, và cái sự kết hợp của trong và ngoài nước về thông qua cái tín dụng đó để tổ chức cho nông nghiệp là có luôn. Nhưng mà cái cuối cùng là cái ý thức hệ cuối cùng là cái ý chí của chúng ta trong việc tổ chức nó. Quay trở lại chữ G vẫn là quan trọng nhất ha. Là quản trị. Quản trị. Governance. Cái governance. Nếu mà chúng ta không có nhận diện được tổ chức nó để tiếp nhận cái dòng vốn đó và thực thi nó, thì gần như cái cam kết nó đã được, nó đã bị tổn hại ngay từ ban đầu rồi. Dạ. Không chỉ là câu chuyện là chứng minh cái dòng vốn là sử dụng như thế nào mà phải thay đổi cả về quy trình, cả về cái toàn bộ bức tranh quản trị của doanh nghiệp để chuẩn bị đón cái nguồn vốn này. Khoa học nông nghiệp mà mang cái sự cải thiện, cải tiến và nghiên cứu sâu thì là cái kênh thu hút được cái nguồn vốn rất tích cực. Mình cần phải nhận diện Zero Waste nằm ở đâu. Cái quy trình đó nó ứng dụng giữa tiền, hàng, việc và thời gian. Nếu chúng ta đẩy những cái đó vô một cái bài toán về tài chính thì đó là nghệ thuật tài chính. Từ góc độ của một doanh nghiệp thì chị nghĩ là chính phủ và các tổ chức tài chính có thể làm gì để thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn xanh nó dễ dàng hơn không? Mình đều trải qua La Nina và El Nino vừa rồi, thì các cái tổ chức định chế quốc tế cho tới trong nước là họ đang có nhu cầu giải ngân cho mảng hạ tầng nông nghiệp. Hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn cộng với lại các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội lương thực thực phẩm đều đang có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ dành cho những doanh nghiệp muốn tiếp cận với dòng vốn xanh hoặc dòng vốn rẻ. Và chính họ là những cái cơ quan cởi mở ra để tham gia vô các định chế tín dụng. Cho nên khi nông dân tiếp cận với lại các cái tài trợ tín dụng thì cứ hỏi thẳng thôi, tôi muốn tìm hiểu về các cái dòng vốn xanh và các cái gói này thì có những cái điều kiện hoặc những cái tiêu chí gì, thì đó là cái cách đơn giản và trực tiếp nhất. Cách thứ hai là những cái đơn vị mà họ cũng đang chia sẻ cái cơ hội và tham gia dòng vốn xanh của các đơn vị trong nước, như là các ngân hàng chính của mình, Big Four nhà mình, Vietcom, Viettin, BIDV, ngân hàng quân đội. Thứ năm là ngân hàng nông nghiệp, đều là những cái ngân hàng đang cởi mở trong cái việc là tiếp xúc với các cái dòng vốn để tài trợ cho nông nghiệp và sản xuất.
Nên là trước tiên là có thể đi hỏi. Thứ hai là các hiệp hội đoàn về lương thực thực phẩm hoặc là các cái hội đoàn về chuyên ngành chuyên nghề, họ cũng là một cái kênh có thể giúp cho các cái đơn vị về hoạt động nông nghiệp tham gia. Hoặc là cái thứ ba nữa là nếu các anh chị có nhu cầu hoặc là có những cái điều kiện gì đó thì cũng có thể hỏi bạn hàng của mình, là cụ thể là TTC Agres hoặc là Vetrimac, thì cũng không có gì quan ngại để mà chia sẻ cái hướng tiếp cận đó đâu. Có một cái lĩnh vực cụ thể gì mà đặc biệt khi mà đang thu hút sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế khi mà họ rót vốn xanh, từ khi mà cái bản kế hoạch kinh doanh sắp tới của doanh nghiệp khi đưa ra mà có tập trung vào một số lĩnh vực đặc biệt họ quan tâm thì dễ nhận vốn hơn không? R&D về nông nghiệp. R&D về nông nghiệp. Ừ. Cụ thể là hồi xưa là mình đi thẳng vào lương thực thực phẩm. Thì bây giờ các cái định chế tài chính họ quan tâm rằng là nông sản đó có thể tạo ra những cái năng lượng, chẳng hạn như biomass, biofuel, biomass là sinh khối, là điện sinh khối, yeah. Còn biofuel cũng là năng lượng sinh khối, tức là những cái dòng sản phẩm nào mà tạo ra cái sự cải tiến hoặc khác biệt trong cái quy trình đó, thì những cái dòng mà tạo ra năng lượng tái tạo hoặc là quá trình, ví dụ như Agres vừa trồng mía, xong rồi bã mía đó, thì một là làm biomass, hai là làm biofuel cho máy bay, ba là cái bã mía hiện nay là có thể làm đất sạch, đang được trồng nấm luôn, phun mật rỉ vào để trồng nấm. Thì đó là những cái năng lượng tự nhiên và hoặc là cái quy trình đó nó được tiếp diễn cho những cái sản phẩm khác, tức là đầu ra của cái chất thải này trở thành đầu vào để tiếp diễn cho một cái quy trình khác. Thì đó là cách mà chúng ta nên cải thiện và R&D nó xuất hiện. Chứ không phải R&D ở đây là tôi bóc tách chiết xuất, thì đó là cái nghiên cứu và phát triển dành cho sản phẩm. Nhưng mà nghiên cứu và phát triển dành cho nông học bên cạnh giống má, cải tiến năng suất, thì các chuỗi gọi là sản phẩm byproduct, tức là sản phẩm bên cạnh phải hoặc là sản phẩm tiếp theo đó, thì nó còn rất là nhiều cơ hội để chúng ta làm cái công tác R&D. Làm bánh mà bỏ thanh long vào cái đó là những cái cải tiến để làm mới sản phẩm, mặc dù cũng là bánh mì đúng không, nhưng mà nó được cải tiến sản phẩm. Hoặc là hiện nay những cái dòng nước uống mà họ thêm hương, hay là cái nước tăng lực mà có nguồn gốc từ tự nhiên, bản chất là cần tăng lực nhưng mà không phải làm ra đường, xong từ đường lại đi liquid hóa, tức là làm lỏng hóa, xong ta bỏ cái công thức vào, thì bây giờ sử dụng chính cái nước mía là một cái năng lượng tự nhiên nhất, tốt nhất và fresh nhất, mà còn giảm một loạt những cái công đoạn phía sau để có thể tiếp cận với lại các cái hóa chất hoặc là các cái công đoạn về công nghệ chế biến. Thì từ chế biến phức tạp cho tới chế biến đơn giản, thì toàn bộ cái quy trình đó gọi là mình cần phải nhận diện zero waste nằm ở đâu. Khi mà mình càng tiết kiệm những cái quy trình đó, tiết kiệm sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, thì gần như là chúng ta đã tạo ra cái mới rồi. Một đồng tiết kiệm là một đồng được phát sinh đúng không, hơn là chúng ta redo, reuse, recycle, nghĩa là làm rồi đi sửa. Phải làm đúng như ban đầu đã, thì cái quy trình đó nó ứng dụng giữa tiền, hàng, việc và thời gian. Nếu chúng ta đẩy những cái đó vô một cái bài toán về tài chính, thì đó là nghệ thuật tài chính, nó đi đến cái master của tài chính rồi. Còn nếu mà chúng ta đang nói nó rất là kế toán, để đi qua tài chính, xong rồi cấu trúc tài chính, đến nghệ thuật tài chính, và cuối cùng là master tài chính, là nhìn nguyên cái chuỗi kinh tế tuần hoàn đó, mình có thể tối ưu được cái dòng vốn sử dụng và tạo giá trị gia tăng cao hơn. Một cái sự việc đó mà chúng ta tối ưu được quy trình và tạo giá trị gia tăng cao hơn, đó là việc mà chúng ta đang đưa ứng dụng vào kinh tế nông nghiệp. Xin tiền để làm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp đang có vẻ là dễ sinh. Dễ sinh, và đấy là một cái điểm đến được rất nhiều khoa học gia, chính phủ và tất cả mọi người đều đang support cho chuyện đó. Những cái khoa học nông nghiệp mà mang cái sự cải thiện, cải tiến và có nghiên cứu và phát triển, đi sâu vào nghiên cứu sâu và phát triển mới, thì là cái kênh thu hút được cái nguồn vốn rất tích cực, giống như là đang được đầu tư vào startup để có một cái chu kỳ kinh tế mới. Cốt lõi của R&D và đặc biệt là TC Agres cũng đặt cái nền móng này từ rất lâu, chứ không phải là tới chuyện là bây giờ cần vốn mới bắt đầu tập trung R&D. Thì ở đây có vẻ như cái vai trò quan trọng của chuyện là đặt nền móng và đi thực hiện những hoạt động này ngay từ đầu, nó rất là quan trọng đối với những người làm nông nghiệp đúng không? Đã làm nông nghiệp thì nó phải nói tới khoa học nông nghiệp,
mà khoa học nông nghiệp thì không thể nào chỉ dựa trên một thành tố đơn giản trong cái hệ sinh thái hiện nay mà Agrigent đang hướng tới, với số lượng mà tiếp cận với nông dân và diện tích nó đã hơn 70.000 hecta rồi, và lịch sử giao dịch cũng đã hơn 100 mấy chục nghìn hecta. Và tới thời điểm này thì cái hội đồng khoa học cách đây mấy năm là được các vị giáo sư, trong đó có giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, thầy là một cây đa cây đề trong mặt khoa học và giáo dục nông nghiệp của Việt Nam, đồng hành với thầy là một cả một ban bệ, trong đó thì có thầy Trần Tấn Việt cũng là tiến sĩ giáo sư và đang là chủ nhiệm của viện nghiên cứu giống và phát triển giống của TTC Agrigent tại Tây Ninh, và thầy cũng là cái kênh để liên hệ cùng với trường đại học Nông Lâm và các cái trường đại học trên thế giới như là trường đại học của Queensland, rồi cả trường đại học của Singapore và các cái viện nghiên cứu và các cái đơn vị về làm về R&D thế giới mà đang support cho cái quá trình hình thành và phát triển của trung tâm R&D của TTC Agrigent và của cả Petrimac về giống cây dừa. Nên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin có liên quan tới nghiên cứu và phát triển nó chuyên sâu, bao gồm cả phát triển về con thiên địch, và Agrigent cũng là đơn vị đạt được năm thứ 3, năm thứ 4 về giải công nghệ nông nghiệp, và các cái phần mềm và các cái app của TTC Agrigent đều được các nhà công nghệ của Việt Nam hết sức là hoan nghênh cũng như là đang hết sức là hỗ trợ để mà phát triển, để làm sao mà có thể mở ra và nhân rộng cái phần mềm này đối với lại cái cộng đồng doanh nông và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Làm sao để xác định được cái số tiền mình sẽ cần phải xin và cần phải huy động như thế nào để đảm bảo rằng là chúng ta có đủ tiền để mà thực hiện những hoạt động như mong muốn về nghiên cứu và phát triển? Nó rất là phụ thuộc vô cái loại hình. Ví dụ như cây dừa khác. Cây dừa hiện nay thì giờ mình chỉ nhắm là nông dân, đơn giản thôi, nông dân nói là tôi trồng dừa thì một năm tôi lãi được 80 triệu trên một hecta. Nhưng nếu mà tại sao cùng là một cây dừa mà nông dân ở các quốc gia khác họ sẽ đang lãi là khoảng 250 triệu trên một hecta, thì lại quay trở lại là câu trả lời của nhà mình rất đơn giản là năng suất. Nhưng mà lại không thấy được từ 80 triệu tới 250 triệu đó, nó không phải là tỷ giá, mà nó là cái cơ hội khai thác chế biến ở đó. Thì bây giờ nếu như mà mình cần vốn cho chế biến, hay là cần vốn cho khai thác, hay là cần vốn cho cái công đoạn nào, thì My có chia sẻ đó, nguyên cái công đoạn đó nó phải đi về cái gì? Nó phải đi về nguyên một cái platform, nguyên cái truyền, cái chuỗi giá trị, thì mình mới biết được là mình tham gia cái phần nào trong chuỗi giá trị đó, thì mình mới biết mình cần cái số vốn nào. Nếu con tham gia công đoạn sản xuất nông nghiệp thì cần vốn A, tham gia vào chế biến thì cần vốn A plus B, còn nếu mà tham gia vào thương mại xuất nhập khẩu thì phải là A plus B plus C plus D. Thì cái dòng tuần hoàn đó, tức là cái vành đai đó của mình nó càng rộng thì mình cần vốn lớn, còn nếu mà mình càng nhỏ, mình tham gia công đoạn nhỏ thì mình cần vốn nhỏ, mình tham gia công đoạn lớn thì mình cần vốn lớn. Nhưng mà trung bình lại với một cái phần cải tiến, cứ mỗi một bước cải tiến đó là từ 5 tới 10% giá trị gia tăng là mình đã thành công rồi. Với TTC Agrigent thì chị có kế hoạch cụ thể nào sắp tới cho việc tối ưu hóa cái dòng vốn xanh mà mình tiếp cận được? Hiện nay với TTC Agrigent thì bình quân tăng trưởng về diện tích để đi thực thi cái cam kết về net zero vào năm 2035 thì tỷ trọng về trồng organic và phân bón organic và đầu tư vào thiên địch và các sản phẩm R&D cho mảng nông nghiệp là đang là cái mức độ tập trung gần hơn 30%, và cam kết các dòng sản phẩm organic để cung cấp trên thị trường là tăng trưởng phải cũng tầm 30%, và những cái nguồn gốc, những cái sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên nha, tức là giảm thiểu chứ không phải là giảm hẳn các công thức, các cái sản phẩm công thức, đi qua những sản phẩm tự nhiên nhất đang cung ứng cho thị trường như là nước tăng lực, như là nước dừa, hoặc là những cái dòng về beverage. Thì Agrigent cũng open cho câu chuyện là các thành phần tham gia vô để mà sử dụng cái nguồn gốc tự nhiên này, và rất là willing để giới thiệu nó luôn. Chúng ta không cần phải giống như là đường lỏng nè, không cần phải từ đường hạt xong hóa lỏng, mà đi từ cái công đoạn đường lỏng để giúp cho cho cái nhà sản xuất đó, họ không cần phải tái chế nữa, họ không cần phải làm lại nữa, mất thời gian, mất thêm công đoạn. Còn các cái sản phẩm về để cái cam kết được là hạ tầng nông nghiệp là tăng trưởng diện tích là 20 tới 30% một năm
về canh tác, tăng trưởng với lượng phân hữu cơ để cung ứng là cũng tăng trưởng 20-30% một năm, chứ không dưới 20-30%, tại tốc độ cải tạo đất nó phải nhanh hơn tốc độ khai thác. Rồi thứ ba là các cái cung cấp về thiên địch. À, thiên địch ở đây là những cái con ong mắt đỏ, những cái gì mà giảm thiểu cái hoạt động đó, thì để tiến tới cái zero, net zero vào năm 2035, thì những cái nỗ lực của Agres trong phần về nghiên cứu và phát triển về mảng nông học là có thẳng luôn một cái trung tâm gọi là Agro Center, là trung tâm nông nghiệp. Giải pháp cho trung tâm nông nghiệp là một điểm đến, cho nên mọi người đến với trung tâm nông nghiệp, mọi người sẽ được tư vấn, mọi người sẽ được chia sẻ, mọi người sẽ được cung cấp, và ngay cả cái quyền là đồng hành về các giải pháp thì cũng rất là sẵn sàng thôi. Agres vận hành trên ba cái trung tâm, về trung tâm nông nghiệp, trung tâm sản xuất và trung tâm thương mại. Thì ba cái trung tâm này nó đại diện cho ba cái giác độ mà có chia sẻ đó, làm sao để vận hành, và nó được vận hành lõi trên một nền tảng hệ thống công nghệ. Thì khi công nghệ nó đi vào và liên kết những cái chức năng về chiều sâu thì đó là cơ hội để cải thiện cái mô hình thương mại nông nghiệp trong tương lai. Để đúc kết lại cái tập của ngày hôm nay thì chị My có thể nhấn mạnh lại cho khán giả nghe ở đây là những người đang làm kinh tế nông nghiệp để tiếp cận cái nguồn vốn xanh và mình phải thay đổi như thế nào, thì có những cái từ khóa nào quan trọng nhất mà chúng ta có thể đúc kết lại? Tổ chức cái mô hình kinh doanh nông nghiệp thì chúng ta phải làm, đầu tiên là phải đúng, đủ, ghi nhận và chính xác. Có thể là bị ảnh hưởng về chuyện là cái triết lý kinh doanh và cái nguyên tắc quản trị, cho nên là đây là những cái từ khóa dù nó ứng dụng ở môi trường kinh doanh hay là môi trường tài chính, thì đã làm tài chính thì phải đúng, đủ, chính xác và minh bạch. Cái đó là cái điều kiện cần. Cái điều kiện thứ hai là cái ý chí trong cái việc mà tổ chức nó khoa học và bài bản, có nghĩa là tổ chức nó được sanh từ trong lòng, trong ruột. Tổ chức được thì cái gần như là một cái sự cải thiện và một cái sự tiến bộ trong hoạt động nông nghiệp. Và khi mà chúng ta đồng lòng làm những chuyện đó thì cái hoạt động của chúng ta trong cái việc mà tiếp cận với vốn xanh, cũng như là cái đơn vị tài chính họ muốn cung ứng cái nguồn vốn xanh đó để tổ chức cho doanh nghiệp xanh, thì nó mới có đủ điều kiện cần và điều kiện đủ và cái chất xúc tác để nó hình thành và nó hoàn tất cái transaction này. Với nông nghiệp Việt Nam thì bản thân My cũng mong muốn rằng là các anh chị đã làm một sản phẩm xanh rồi, giờ chúng ta cần một cái hành vi xanh nữa để chúng ta tạo ra kết quả xanh. Hành vi xanh cụ thể là gì ạ? Hành vi xanh ở đây có nghĩa rằng là mình làm sao để cái sản phẩm của mình á, nó được tốt nhất, nó duy trì được cái sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm để mình mới build được cái thương hiệu. Còn cái này là nó rất là trội sụt và nó không có đủ cái điều kiện để nó đưa nó vô một cái khuôn khổ để tổ chức ra nó được cái tính dài hạn, thì nó sẽ dễ bị trội sụt. Và nông sản Việt Nam là chính vì trội sụt và không biết xử lý cái hệ quả đó, cho nên cái khung năng lực của doanh nghiệp là cái thứ cần phải được xây dựng. Nào, cái khung năng lực nó mới đến cái hành vi được xanh ha, và kết quả xanh nó sẽ xuất hiện thôi. Nữa là cái hệ nhân quả nó rất là rõ ràng. Một hành động đúng thì sẽ cho một kết quả đúng. Một cái hành động xanh thì nó sẽ cho một cái kết quả xanh, thì lúc đó thì người tìm để cung ứng giống xanh sẽ gặp người có nhu cầu sử dụng giống xanh, thì cái kinh tế nông nghiệp nó mới có thể thật sự là xanh và nó phát triển. Cảm ơn chị, đúng đủ chính xác và cả một cái khung năng lực từ sản phẩm xanh cho tới hành vi xanh cho tới kết quả xanh. Cảm ơn chị My rất nhiều. Những chia sẻ vừa rồi của chị My cũng đã đúc kết lại cái tập của ngày hôm nay liên quan tới tài chính xanh. Như các bạn cũng đã nghe đó, đó là một cái sự thay đổi về khung năng lực từ sản phẩm xanh cho tới hành vi xanh và dẫn là kết quả xanh. Hiện nay nguồn vốn xanh trên thị trường và những cái cơ hội từ các tổ chức tài chính quốc tế lẫn trong nước là có, tin tốt là đang có và dành sự quan tâm cho thị trường Việt Nam. Đặc biệt ở đây là chị My có bật mí về những cái hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển cho nông nghiệp R&D là những cái lĩnh vực mà có thể thu hút được dòng nguồn vốn xanh. Ở đây chúng ta sẽ phải có một kế hoạch bài bản và tổ chức khoa học bài bản như thế nào để thay đổi cái cách chúng ta làm nông nghiệp từ trước đến nay, để trở thành một cái nền kinh tế nông nghiệp nó chuyên môn và bài bản hơn. Và cho cái chuyện thay đổi về cái khung năng lực quản trị thì nó sẽ tập trung vào cái chữ G là governance, chữ quản trị đó, là trong tập cuối cùng, tập tiếp theo chúng ta sẽ bàn về câu chuyện này qua ba chữ cái là bộ tiêu chuẩn để đánh giá những yếu tố liên quan đến phát triển bền vững mà chúng ta nghe đến rất nhiều, đó là E là môi trường, S là xã hội và G là governance, quản trị. Thì đó là cái nội dung của
tập cuối cùng trong lần sau. Chúng ta sẽ gặp lại chị My trong lần sau để bàn về câu chuyện quản trị những cái yếu tố về ESG cho để đánh giá những cái yếu tố về phát triển bền vững của một doanh nghiệp nông nghiệp là như thế nào. Một nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chuỗi nội dung liên quan đến Modern Farmer, người nông dân hiện đại. Nếu có thêm những cái ý kiến chia sẻ, những góp ý, những bình luận đa chiều về chủ đề này, đặt những câu hỏi cho chị My thì có thể gõ lại cái thông tin ở dưới cái mục bình luận trong cái video này. Hoặc là quý vị có thể bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast để nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Hoặc bấm đăng ký kênh Việt Success để đón xem cập nhật từ các tập mới nhất sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Cũng như là bấm đăng ký theo dõi bản tin hàng tuần của chúng tôi, Newsletter, ở cái đường link ở phía bên dưới để đón nhận những thông tin chắt lọc và những nội dung quan trọng của kênh mà ban biên tập đã thực hiện. Một lần nữa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở tập tiếp theo của Modern Farmer trong thời gian tới.